Nghe không? Nghiên cứu gì đấy? Tôi đang nghiên cứu cái làm cái anten này. Anten wifi á, làm để làm gì? Hôm bữa cái camera kia nó xa quá, nó không tới. À, ông chỉ anten cho nó phát được xa hơn để cho cái camera năng lượng mặt trời kia nó hoạt động à? Đúng rồi, vì lâu lâu cũng muốn xem online á. À, tưởng là ông xem ở file. Chỉ anten wifi để nó phát xa hơn thì tôi cũng có cách đấy. Đây, thì tiện thể đây thì mình sẽ hướng dẫn cả nhà chế một chiếc anten wifi phát xa hơn, với khoảng cách khoảng tầm 500m trở lên ấy. Và anh em có thể sử dụng cái anten này, anh em phát xa để dùng cho camera wifi gắn trên núi, trên trại chẳng hạn này. Đấy, hoặc là thu wifi xa hơn. Cái cục này của tôi nó phát không được xa lắm, thu nó chập chờn lắm. Đây, bây giờ ông lấy màu hàn này, ông tháo cái dây này. Mình sẽ hướng dẫn cả nhà kiếm cho tôi một cái hộp nhôm hoặc là hộp sắt nữa nhé, hoặc là hộp bánh nào đấy. Đây, anh em muốn chế anten nó phát xa hơn thì anh em cứ theo dõi video này từ đầu đến cuối nhé. Mình sẽ hướng dẫn cả nhà chế một cái anten phát xa hơn. Ok, thì để chế được cái này thì anh em sẽ cần có cho mình những cái dụng cụ thế này. Một cái hộp này này, đấy, bằng đồng, bằng nhôm hoặc là nói chung là cái hộp bánh ấy. Anh em tròn một cái hộp thế này. Trước tiên thì sẽ cắt khoảng tầm 4-5 cái vòng. Đấy, 4-5 cái vòng, vòng ngoài cùng là vòng to nhất. Đấy, cắt 4 cái vòng tròn. Vòng tròn to nhất này đến vòng tròn nhỏ này, và hai vòng đều nhau. Để ông cắt đi, cắt cho tôi là vòng này to nhất này. Đấy, vé ra. Đấy, anh em vé ra và cắt. Đấy, vé cả cái tâm của nó luôn. Vòng tròn to nhất này đến vòng tròn nhỏ hơn một xíu này, và hai vòng bằng nhau. Anh em sử dụng những con ốc thế này này để chế ra những cái anten. Ở đây thì mình sẽ chế một cái anten nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà vẫn phát sóng được khá là xa nhé. Nó tốt hơn cái này rất là nhiều. Đấy, anh em sử dụng những cái hộp bánh như thế này này thì nó sẽ dễ cắt hơn, hoặc là những cái hộp lưới cưa, lưới cắt này. Đấy, các bạn cắt khoảng tầm 4 miếng, những cái miếng bằng nhau này này, anh em có thể cắt nhiều thêm. Đấy, cắt nhiều thì nó sẽ phủ được xa hơn. Còn hai cái miếng sau này thì một miếng to và một miếng nhỏ. Ở đây thì mình sẽ làm cái mô hình khoảng tầm đủ cho ông này sử dụng là được. Anh em muốn phát xa hơn thì anh em cứ làm to ra nhé, to ra và dài ra. Đấy, ở đây thì mình thiết kế cho bàn này có thể sử dụng được cái wifi vừa đủ luôn nhé. Cứ to và dài ra thì nó sẽ là phát được xa hơn. Đấy, cái miếng này thì anh em có thể làm nhiều thêm này. Đó. Bây giờ mình sẽ khoan cái tâm ở dưới này này để mình bắt cái ốc vào. Đây, anh em khoan những cái tâm thế này nhé. Và khoan thêm một lỗ trên này, đối với hai miếng này thì khoan thêm một điểm trên này nữa. Cứ khoan cái tâm kia đá đi. Đây, sau khi khoan xong anh em được 4 tấm thế này này. Đó, hai tấm anh em khoan lỗ thêm một lỗ trên này nữa nhá, để tí nữa mình hàn dây. Cái tấm to nhất này này thì anh em sẽ cách ly, không để cho nó chạm tập với ba tấm còn lại. Đấy, ở trên một cái thanh trục như thế này. Đó, thì anh em sẽ quấn băng dính ở điểm này, quấn ở điểm này để cho mình lắp cái tấm này vào ấy thì nó sẽ không bị chạm tập nhá. Đấy, ông quấn cái băng dính vào cái điểm này này. Đấy. Để mình lắp vào thì khi lắp cái tấm này vào thì nó sẽ là cách ly tất cả điện ở, có nghĩa là cái tấm này nó sẽ nằm riêng biệt đấy, không dính một chút xíu điện nào ở bên này cả. Đó, nó sẽ nằm riêng biệt như thế này. Đấy. Đây anh em bắt thế này này, đừng để cái miếng này nó chạm vào cái miếng cái con ốc này nhá. Đấy, tất cả mình đã được lót bằng keo rồi, nó sẽ không bị chạm nhá. Nói chung là cái miếng to nhất thì nó sẽ là riêng biệt. Tiếp theo anh em bắt những cái miếng còn lại. Đấy, những cái miếng còn lại thì anh em cứ bắt như bình thường thôi. Khoảng cách hoặc là nó cách nhau là được. Đó. Những cái miếng to này và hai miếng nhỏ cuối cùng. Đấy, anh em bắt thêm này. Đó. Mỗi con anh em cứ bỏ vào, bắt ốc vào là ok thôi. Đấy, tiếp theo bắt ốc vào. Đấy, hai miếng còn lại là ok. Đó, anh em lắp những cái tấm còn lại này thì nó sẽ được như thế này. Đấy, sẽ chặt ốc vào. Đó, để xem nào. Chỉ có cái miếng to là được cách ly, còn lại những miếng còn lại thì như thường nhá. Thì anh em sẽ được một cái anten thế này. Đấy, bây giờ mình sẽ hướng dẫn còn hàn dây nhá. Trên dây anten này anh em tháo ra này. Thì các bạn để ý này, cái dây ở ngoài cùng là cái dây này này thì nó là một cái khoảng ngắn thôi, còn lại cái dây ở dưới là cái dây anten dài nhất. Đấy, nó là cái kiểu dài nhất này, kiểu phát sóng ấy. Thì là anh em sẽ hàn cái dây ngoài cùng này vào cái tấm mà mình đã cách ly này nhá. Cái tấm to nhất này này là tấm cách ly này này. Còn lại cái dây ở dưới thì anh em hàn vào đây thôi. Hàn vào những cái tấm còn lại. Đấy, thì nó sẽ là những cái điểm phát sóng cuối cùng. Đấy, cái điểm phát sóng nhá. Đó, thì bây giờ tháo dây ra. Hàn đúng như mình chỉnh là ok. Để hàn được cái dây này nối xa ấy, thì anh em sử dụng một cái dây chống nhiễu thế này. Hoặc là anh em có thể tháo một cái dây anten của TV. Dây anten của TV thì nó sẽ tốt nhất. Hoặc là một cái dây chống nhiễu ở trong loa ấy, anh em tháo ra. Hàn tiếp theo hàn như nguyên bản như mình chỉ là ok nhá.
Đó, cái tấm to này thì anh em sẽ hàn vào cái dây ngoài cùng. Còn những cái tấm nhỏ còn lại ấy, thì anh em sẽ hàn vào cái dây ở dưới này này. Đấy, bây giờ anh em chỉ việc hàn vào là ok thôi. Bây giờ ông chỉ hàn vào là ok. Đấy, ông sâu vào. Bên đây là hàn dây ở dưới này, tấm to hàn dây ngoài cùng này. Đấy, thì sau khi hàn xong rồi này thì anh em mình được một cái anten thế này, kiếm một cái chân đế để cho nó ngon ngon đẹp đẹp một xíu. Đấy, để đấy. Bây giờ ra nhỉ. Nhìn giống như radar luôn anh em ạ. Đó, bây giờ mình sẽ đem ra và test thử xem nhé. Xem là thử để xem cái khả năng phát sóng của nó như thế nào. Đấy, ông đem ra ngoài đường ấy, tôi sẽ đi khoảng cách xa để xem thử là nó phát sóng thế nào. Bây giờ mình sẽ thử khoảng cách đi xa nhá. Cái wifi này là cái wifi có tên là Quang Đạt này, đang kết nối này. Đó, hiện tại sóng bây giờ thì đang full rồi, thì chắc chắn là nó sẽ full rồi vì mình ngồi gần thế này mà. Nên là mình phải đi xe để cho nó xa xa ra một xíu. Đấy, ông hơi nghiêng cái này lên một xíu này. Đấy, mình sẽ phi xe tít lại đầu kia nhá. Ở đầu kia thì nó cực kỳ xa rồi. Đấy, đủ cho ra trang trại rồi đúng không? Vì đây là một cái loài nhỏ mà. Muốn xa hơn nữa. Đấy, muốn xa hơn nữa thì phải làm to ra. Bây giờ mình sẽ phi lại đầu kia nhá. Phi xe lại đầu kia mình sẽ test thử xem thế nào. Mình đã đi một cái khoảng cách khá là xa anh em ạ. Tít đầu kia kìa. Đấy, đầu tít tít kia kìa. Để xem là cái kết nối của mình bắt được khoảng tầm bao nhiêu cột sóng nhá. Ở đây mình bắt khoảng tầm được 2 cột sóng anh em ạ. Có khi thì nó rơi một cột sóng này. Thì chứng tỏ cũng tương đối là xa. Đấy. Đây này, cái wifi Quang Đạt đây này. Không biết là màn hình tối các bạn có thể xem được hay không. Đó. Hiện tại đây thì mình chỉ thấy được một cột đến 2 cột thôi. Tại vì khoảng cách tít đầu kia mà. Đầu tít kia kìa. Đấy, khá là xa rồi. Anten của mình thì làm nó khá là nhỏ. Nên là chỉ phát được khoảng tầm này. Mất sóng các bạn ạ. Đấy, nó sẽ kết nối lại này. Đó. Có khi thì nó bắt được cao cao hơn một xíu. Tùy vào cái hình như là mình để cái sóng kia nó hơi thấp hay sao ấy. Đó. Không thể xác thực tại vì là không có màng nha các bạn. Không có màng nữa. Nên là nó chỉ đầu kia mình chưa cắm wifi vào. Nên là nó chỉ tập này thôi. Anh em mà thấy cái ba cái cột sóng này này là khi đây là khi chưa kết nối nhá. Khi nào kết nối thì nó sẽ mất đi một cột. Đấy, không thể xác thực kết nối là do không có màng nhá. Ở đây thì cái khoảng cách khá là xa rồi. Như vậy là cũng tương đối là ok rồi các bạn ạ. Đủ dùng rồi, bây giờ mình sẽ về nhá. Đây, không thể kết nối là do không có kết nối, không có màng anh em ạ. Đấy, không biết là các bạn có thể thấy được hay không. Đằng kia có màng không? Làm sao có được? Nó phát đến đằng kia không? Đầu kia bắt được khoảng tầm 2 cột, khoảng tầm 400m anh em có thể bắt được 2 cột sóng thì 300m là được rồi. Thế thì nếu mà anh em muốn phát được cái này nó xa hơn ấy thì các bạn phải chế cái này nó to ra nhá. Chế nhỏ thế này thì nó chỉ phát được khoảng tầm 300-400m đổ về thôi. Đấy, tầm này này. Thì nó sẽ hơn gấp đôi gấp 3 lần cái này khoảng tầm 100m thôi. Đấy. Thì nó sẽ hơn gấp 3 gấp 4 lần cái này rồi. Anh em muốn nó to hơn thì muốn xa hơn thì anh em cứ làm cho mình cái này nó to ra nhá. Như thế này, cái này nó dài ra này. Đấy. Chỉ có hai cái này là anh em phải tách biệt này, cái này. Còn lại những cái này thì anh em có thể làm xa ra thì nó sẽ phát được sóng xa hơn. Rồi. X2 được rồi. Đúng rồi, chỉ cần X2 lần lên là có thể được bắt được rồi. Đó. Như vậy là mình đã hướng dẫn mọi người chế một cái anten phát sóng wifi nó có xa hơn gấp 3-4 lần. Thì anh em thấy video này như thế nào, anh em cứ comment ở bên dưới video nhé. Chào anh em nhé. Anh em nhớ theo dõi kênh để xem những sáng chế tiếp theo nhé. Chào các bạn nhé.